Một tháng rưỡi vừa qua là thời gian cực khó khăn không chỉ chúng tôi mà các câu lạc bộ khác do dịch. Tinh thần và tâm lý ảnh hưởng nặng nề do Covid-19. Thời gian qua có nhiều trục trặc và khi quay lại thì mục tiêu của tôi là giúp tâm lý đội bóng ổn định hơn. Hà Nội là đội bóng mạnh gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng thành phố Hồ Chí Minh không bao giờ ngại đối đầu với Hà Nội. Bóng đá không biết trước được, năm nay bóng đá Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì Covid-19 nên mong mai sẽ là một trận đấu giúp người hâm mộ vui vẻ. Tôi phải gửi lời cảm ơn tới hai cầu thủ mới, thời điểm về Việt Nam là thời điểm khó khăn, phải cách ly 2 tuần nhưng họ đã hòa nhập tốt và thể hiện được sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bóng đá trong tập luyện và trong thi đấu khác nhau. Tôi rất mừng khi họ hiểu được chiến thuật mà ban huấn luyện đưa ra. Tôi hy vọng hai cầu thủ này có thể giúp đội rất nhiều. Thời điểm này tôi không muốn nói nhiều về trận đấu trước, tôi chỉ muốn nói về trận mai thôi. Tôi luôn nói là mỗi trận là trận chung kết của chúng tôi, và học trò của tôi luôn chuẩn bị mỗi trận như trận chung kết. Phải thắng trận này mới có trận sau. Tôi luôn nhắc học trò thoải mái, bình tĩnh, tự tin, giữ tinh thần tốt để mai ra sân mới có trận đấu tốt đẹp. Năm ngoái bị Hà Nội loại khỏi bán kết, chúng tôi chuyên nghiệp, loại bỏ hết sau mỗi trận đấu. Khi thắng Bà Rịa Vũng Tàu 3-2, các cầu thủ tâm lý rất ổn định. Có một vài cầu thủ chấn thương, nhưng có cầu thủ khác thay thế được nên tôi luôn tin tưởng danh sách 30 cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình 200-300% sức, kết quả như thế nào cũng phải chấp nhận. Đội Hà Nội có điểm mạnh yếu và chúng tôi cũng vậy. Trận đấu ngày mai đội nào có tinh thần tốt thì đội đó có chiến thắng. Ngày mai chúng tôi sẽ xem lại video và họp lại để đưa đội hình tốt nhất, giúp cầu thủ có tinh thần tốt cho trận ngày mai. Riêng bản thân em thì sự thiếu vắng của công thường đối với toàn lần công thất lớn đối với đội của mình, hai điều rất quan trọng trong đá. Rồi thì huấn luyện đã tập trung đội rất là sớm và đội đã quay trở lại tập luyện rất là tích cực.
đặc biệt là những chấn thương đã hồi phục. Thì trong một cái quãng tập vừa rồi chúng ta có những trận đấu thể nghiệm mà toàn đội đã tập luyện rất là, phải nói là rất là tập trung, đặc biệt là để khắc phục những cái điểm sai, cố gắng hoàn thiện. Nhưng mà điều trái là toàn đội đã có một trận đấu chiến thắng trước cầu thủ, đồng thời mình thấy một cái bước đà sự có mặt của trọng tài góp phần như thế nào để người chơi có phải là để giải phóng cho các hàng không? Với Hà Nội FC thì 3 năm qua xây dựng lúc chơi được tập thể, mà mình được biết là những cá nhân vào Hà Nội FC đều phải di chuyển rất tích cực. Thì việc có anh tài thì bản chất là cũng như cách chơi của anh tài nhưng chơi rất phù hợp với Hà Nội, với thị trường, với đưa anh tài về. Thì mình được thấy là những trận đấu trở lại đây, trận đấu gần đây thì tài đã làm việc rất là tốt, đã cùng toàn đội đã hòa nhập rất là tốt. Hà Nội FC cũng đã trải qua 3-4 trận không khán giả, việc không khán giả cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của cầu thủ. Nhưng năng lực chuyên nghiệp thì em luôn cố gắng duy trì và thích nghi những cái điều đấy. Việc không khán giả nó ảnh hưởng rất lớn khi mình để được thi đấu trên sân bóng đấy. Nhưng với em nghĩ là với tinh thần cũng như sự quyết tâm thì Hà Nội sẽ cố gắng vượt qua trận đấu này. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.